Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Mật. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một thiết bị đến tem nhãn dán thùng hàng, phục vụ trong công tác quản lý xuất nhập và in tem vận chuyển. Thì chiếc máy này được ứng dụng rất là nhiều trong các lĩnh vực như là sản xuất, kho hàng hay là logistics. Cái dòng máy em muốn giới thiệu với mọi người có model đó là RIN 4012 PLM Com. Thì đây là một dòng máy với hiệu suất công nghiệp và có xuất xứ 100% từ Nhật Bản. Thì mọi người hãy cùng em khám phá chi tiết về chiếc máy này. Thì đây là dòng máy RIN 4012 PLM Com mà em muốn giới thiệu tới mọi người. Thì đầu tiên đánh giá tổng quan bên ngoài thì mọi người có thể thấy đây là một dòng máy công nghiệp nhưng kích thước của nó rất là nhỏ gọn, rất là tiện lợi ha. Nếu như so với những dòng máy công nghiệp khác đã có mặt trên thị trường thì đây là rất là nhỏ gọn hơn nhiều so với những dòng máy khác nha mọi người. Đó. Thành ra nếu mà cái kích thước này thì mọi người có thể là bố trí nó ở những cái khu vực làm việc và những cái khu vực khác nhau, rất là tiện lợi và dễ bố trí ha. Rồi cái thứ hai mọi người có thể xem đây, xung quanh nó thì hầu như tất cả những cái thiết bị của nó thì nó được bao bọc kim loại, được làm bằng kim loại ha, thì để cho mình có thể là bảo quản được tốt hơn những cái linh kiện bên trong hoặc là có thể là bảo quản tốt hơn ở trong những cái môi trường công nghiệp khác nhau nha. Thì đây là hai điểm nổi bật của cái chiếc máy này ban đầu khi mà nhìn vào bên ngoài. Thì tiếp theo ở trước này, đây là những cái nút nhấn để mình có thể là điều chỉnh hoặc là cài đặt những cái cấu hình bên trong máy. Và đây là có hai đèn để nó có thể báo cái trạng thái hoạt động của chiếc máy này, lỗi giấy, lỗi mực hay là những cái trạng thái hoạt động như thế nào đó ha. Còn phía trên này thì đây là cái màn hình để mình có thể là hiển thị được những cái thông tin cấu hình hoặc là thông tin hoạt động của cái chiếc máy này và có những cái cảnh báo lỗi trên này để mình xem, mình biết để mình có thể là vào mình cài đặt. Thì bên ngoài của chiếc máy là phía trước ha. Và em muốn giới thiệu với mọi người thêm luôn thì đây là cái cổng kết nối của nó. Thì cái phiên bản tiêu chuẩn thì nó có cổng kết nối USB và cổng RS232. Thì nếu như mọi người cần cổng internet thì có option, chiếc máy này có option cổng internet cho mọi người, thì mọi người có thể là option cái cổng đó. Đây, ban đầu em có nói thì đây là chiếc máy RIN 4012 xuất xứ 100% của Nhật Bản nha mọi người, xuất xứ chính hãng 100% Nhật Bản. Đó, thì mọi người là em vừa đi qua về những cái hình dáng bên ngoài và những cái đặc điểm nổi trội của chiếc máy này khi mà mình nhìn từ bên ngoài ha. Rồi tiếp theo em sẽ đi vào bên trong của chiếc máy, mọi người có thể xem ha. Đây, em kiếm chiếc máy qua một chút. Đây thì mọi người có thể xem bên trong máy. Thì đầu tiên nó phía trên này nó có một cái bảng nhỏ trên này để hướng dẫn mình cái cách lắp giấy và lắp mực như thế nào ha. Đó. Còn phía trong này đây là cái khu vực hoạt động của chiếc máy ha. Thì cái phía sau này đây là cái trục để mình có thể lắp quần mực, còn phía trước này là để mình lắp quần thu. Cái quần mực mà chiếc máy này có thể lắp đó là dài 300 m. Còn đây là một dòng máy công nghiệp nên thành ra là nó sử dụng những cái quần giấy có độ dài là 100 m, những quần giấy lớn như thế này ha, mình có thể là gắn vô trong chiếc máy để mình sử dụng những quần máy giấy lớn để mình có thể là tiết kiệm được cái thời gian thay lắp giấy để chiếc máy nó có thể vận hành ở trên trục. Rồi, mọi người đi tới một xí thì phía trước này đây là cái cụm đầu in của máy, là cái bộ phận khá là quan trọng trong cái chiếc máy này, có thể được nói là quan trọng nhất của chiếc máy này nha mọi người. Đó, thì cái đầu in của chiếc máy này có độ phân giải đó là 300 dpi cho cái bản in của mình ra được một cách là sắc nét nhất có thể ha, bản 300 dpi. Và cái tốc độ in của nó là 152 mm/s. Phía trước này là có trục ruler ha. Hầu như những chiếc máy khác thì nó chỉ có một trục ruler, mà chiếc máy này nó có tới hai trục ruler. Thì chiếc máy này, cái trục ruler này mục đích của nó là nó có thể là tự động lột cái nhãn của mình ra. Thì hầu như nếu mà những cái thiết bị khác đang có mặt trên thị trường thì khi mọi người lựa chọn cái phiên bản mà tự động lột nhãn thì mọi người phải option, chứ bản tiêu chuẩn không có. Nhưng đây cái phiên bản này nó có luôn cái chức năng đó là tự động lột nhạt, sau khi in tem ra nó tự động lột nhạt, mình lấy cái nhạt nó ra thì con tem tiếp theo nó mới in ra. Đó, ví dụ như mình in 100 con đi thì nó lột ra một con, mình lấy ra thì nó mới cài ra con tiếp theo, rất là tiện lợi. Với là cái option này nó đang có sẵn luôn ha. Còn nếu như mà mọi người cần thêm cái dòng cắt thì mình phải đặt riêng, đặt thêm cái option thêm. Thì Thế Giới Bảo Mật luôn sẵn sàng và có sẵn cái dòng cắt cho cái phiên bản RIN 4012 PLM Com này. Thì đó là một số cái thông tin thông số cơ bản. Thì đây là cái độ phân giải của nó là 300 dpi, nếu như mọi người cần cái độ phân giải cao hơn 600 dpi thì mọi người có thể chọn lên cái dòng với cái model là khác nha mọi người. Đó. Đây là những cái là hình dáng cũng như là cái cấu tạo bên ngoài của chiếc máy này. Thì bây giờ em sẽ tiến hành lắp đặt giấy mực để in thử cho mọi người xem về cái khả năng in ấn ra những con tem dán thùng hàng để mình phục vụ trong cái việc xuất nhập kho hay là vận chuyển như thế nào nha.
Thì em đã lắp đặt sẵn cái kích thước giấy mà mình thường sử dụng để có thể là in tem nhãn, nhãn thùng hàng tem vận chuyển, đó là kích thước giấy bốn in sáu in. Thì em đã lắp đặt sẵn giấy và mực cho chiếc máy này rồi, thì em sẽ tiến hành in thử cho mọi người xem về cái khả năng in ấn của chiếc máy này nó như thế nào ha, và cái độ nét của chiếc máy này sau khi mà nó in ra. Đây mọi người có thể xem ha, thì đây cái thông tin đây này, em tạo một con tem test để in cho mọi người thấy ha, mọi người có thể là tạo cái con tem theo ý của mình đó, cái nội dung in đây này mọi người có thể thấy cái khả năng in ra những cái nét chữ, những cái mã vạch của nó, mã 1D hay là mã 2D nó cũng khá là rõ nét đây, tại vì đây có chiếc máy có độ phân giải nó tới 300 dpi thì nó rất là rõ nét ha, nên mọi người có thể xem này đó, những con tem thế này em sẽ cho mọi người xem kỹ cận cận và rõ hơn ha, khả năng những cái dòng chữ ở trên này. Đây, nó đó là chiếc máy này nó có cái tốc độ in của nó cao nhất là 152 mm trên một giây, hoặc là mọi người có thể là tùy chọn cái tốc độ in giảm lại hoặc là tăng lên để mình có thể là in ấn tùy theo cái công việc của mình đó. Con tem in ra sau khi in thì mình chỉ cần là lột cái nhãn này và sau đó thì mình dán lên cái thùng hàng của mình, rất là tiện lợi. Đó là tiện lợi và dễ sử dụng nha. Đây thì em sẽ lắp thử cho mọi người xem về cái chế độ tự động lột nhãn của cái chiếc máy này cho mọi người xem khả năng của nó. Thì như ban đầu em có đề cập với mọi người thì theo thêm bảo bên phiên bản tiêu chuẩn thì chiếc máy nó có sẵn luôn cái tính năng đó là tự động lột nhãn sau khi in tem ra, thì em đã lắp đặt và cài đặt ra, giờ em sẽ tiến hành in thử cho mọi người xem về cái khả năng tự động lột nhãn này với cách chiếc máy này nó tự động lột nhãn như thế nào nhé. Em thử in hai tem nhé. Đây đây mọi người có thể thấy em in số lượng là hai tem, nhưng con tem đầu tiên nó ra này đó, ra con tem thứ hai nó chưa ra, sau khi em lột ra thì con tem thứ hai nó sẽ tự động cài ra đó mọi người, theo như cái lần in của mọi người có bao nhiêu đó thì con tem tiếp theo ra sau khi mình lấy con tem này ra khỏi máy thì nó mới tự động cài con tem kế tiếp ra ha, nên rất là tiện lợi để cho sử dụng trên băng truyền hoặc là mình sử dụng không đấy như thế này, sau đó thì mình lột dán nó tự động lột cái lớp keo ra mọi người thấy không, sau đó thì mình dán lên trên sản phẩm như thế này đó. Thì đây là một cái dòng máy in công nghiệp nên mình có thể là nếu mọi người in trong thời gian dài và in liên tục thì nó có thể đáp ứng được cho mình cái tiêu chuẩn đó nha mọi người. Nó sau khi hết hai con rồi thì nó không có in ra nữa, thì đó là cơ bản cái cách để lột giấy. Thì vừa rồi em đã giới thiệu cho mọi người về một số tính năng thông số cũng như in test cho người xem thực tế về cái khả năng in ấn của chiếc máy RIN 4012PLM+ này với khả năng in tem nhãn nhãn thùng hàng để phục vụ cho công tác quản lý xuất nhập hay là tem vận chuyển. Thì nếu như mọi người đang hoạt động trong cái lĩnh vực sản xuất ở kho bãi hay là logistics thì mọi người hãy liên hệ ngay tới công ty Thế Giới Bảo Vật qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào website thegioibaovat.com để nhận được những sự tư vấn chi tiết và những mức báo giá ưu đãi. Thì nếu thấy video này hữu ích thì mọi người cho em xin một like và một subscribe. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.